Khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 6, chính quyền địa phương Hải Phòng nhận tin báo của người dân về việc phát hiện bao tải nghi chứa thi thể người tại vỉa hè. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, thi thể bị trùm bằng hai bao tải, miệng bao tải bị buộc dây. Qua giám định, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là chị V. Huyết Áp, sinh năm 1994, chú huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, tử vong trong tư thế không mặc quần áo. Bọc trong bao tải, tay bị trói về phía trước và có vết thương ở hộp sọ. Bước đầu lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. Tối ngày 11 tháng 6, công an thành phố Hải Phòng cho biết đã bắt được nghi phạm trong vụ cô gái tử vong. Thi thể bị trùm bằng bao tải để ở vỉa hè. Nhà chức trách xác định nghi phạm là Hoàng Hữu Thịnh, sinh năm 1980, trú tại tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 6, chính quyền phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng nhận tin báo của người dân về việc phát hiện bao tải nghi chứa thi thể người tại vỉa hè chị huyết áp đã lấy chồng tại xã đông phương huyện kiến thụy hải phòng có hai con và ly dị chồng cách đây một năm